Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Đa, 26 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do có quen biết và ở gần nhà, nên hàng ngày vợ chồng anh Dương Văn Điền có gửi con gái 7 tuổi cho Đa, đưa đi học giùm. Lợi dụng lúc vợ chồng anh Điền không có nhà, chỉ có cháu bé và em gái cháu chỉ mới 5 tuổi ở nhà, Đa đã dụ bé út ra ngoài và hiếp dâm chị của bé. Khi bị bé gái 5 tuổi nhìn thấy qua khe cửa phòng ngủ, Đa mới dừng lại. Đa còn thừa nhận khoảng 1 tháng trước, trong lúc đưa cháu bé này đi học, Đa dẫn bé ra phía sau nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên lúc này Đa sợ đi tù nên dừng lại kịp thời.